Nếu như mà chúng ta thấy rằng là cái số tiền đó là số tiền quá lớn cho vậy thì chúng ta sẽ tìm cách xin xỏ này kia. Nhưng mà với Hùng thì khi mà Hùng nhận ra bài học này thì Hùng nói với cán bộ đó là nếu mà lỗi của Hùng đến đâu thì hãy xử phạt đúng đến đó, không vấn đề gì hết. Và nếu chúng ta sẵn sàng có tinh thần như vậy, chúng ta không còn sợ, không còn ngại những cái việc mà nó có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nữa. Xin chào, chào mừng quay trở lại với chuỗi video giá trị của sứ mệnh kim cương. Và sứ mệnh của chúng tôi đó là thắp sáng thế giới bằng yêu thương và trí tuệ. Và trong video này chúng ta sẽ nói về một chủ đề trong công việc kinh doanh của bạn, trong môi trường kinh doanh của bạn hoặc trong cuộc sống của bạn, bạn cảm thấy rằng sự chính trực hay sự đạo đức là một yếu tố rất xa xỉ. Nên chúng ta thấy rằng là để chúng ta thể tồn tại được trong công việc của bạn, trong công việc kinh doanh của bạn, bạn cần phải lừa dối người khác, bạn cần phải lừa gạt người khác. Thì đây là một trong số những vấn đề có thể là bạn gặp phải vấn đề này hoặc không. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu, thì nếu bạn thấy những cái video này có giá trị thì hãy để lại một like và subscribe để theo dõi thêm những bài giảng và những cái video giá trị tiếp theo nhé. Vậy thì cái nguyên nhân đầu tiên, từ đâu mà chúng ta thấy rằng trong môi trường của chúng ta, trong công việc của chúng ta, cái sự lừa dối lại trở nên thường xuyên, hoặc thậm chí đôi khi để chúng ta có được cái dự án này hoặc dự án kia, chúng ta cần phải luồn cúi, đôi khi phải làm những điều nó không đúng đắn. Ở đây chúng tôi gọi là money under table, tức là chúng ta phải đi tiền hay chúng ta phải phong bì đấy. Thì đây là cái có thể chúng ta thấy cái điều đó là trở thành cái văn hóa trong cái xã hội, trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng cái nguyên nhân ở đây là gì? Đó là khi mà chúng ta thấy người khác làm thì chúng ta cũng có xu hướng đã làm, và chúng ta nghĩ rằng là khi mà chúng ta giải quyết bằng phong bì như vậy, công việc chúng ta trở nên trôi chảy hơn, công việc chúng ta trở nên nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn. Thế như vậy thì chúng ta tạo ra một cái thói quen mà nó sử dụng nó thường xuyên. Vậy thì cái giải pháp thông thường mà chúng ta có thể làm ở đây, nếu như mà chúng ta biết cái việc đó nó không đúng, vậy thì chúng ta hãy làm một cách đúng đắn và chúng ta hãy làm những cái điều một cách chính xác. Ở đây thì có một trong số các nguyên nhân khác liên quan đến cái vấn đề này, đó là chúng ta sợ chịu trách nhiệm, chúng ta ngại chịu trách nhiệm phải thẳng thắn. Cũng lấy ví dụ giả sử như chúng ta vi phạm giao thông đi, chúng ta vượt đèn đỏ, hoặc là ví dụ như khi mà Hồng đi sai làn chẳng hạn, thì nếu như mà đúng ra theo về mặt nguyên tắc, nếu mà Hồng bị phạt thì Hồng sẽ bị phạt từ 800 ngàn cho đến 1,5 triệu. Thì nếu như mà chúng ta thấy rằng là cái số tiền đó là số tiền quá lớn cho vậy thì chúng ta sẽ tìm cách xin xỏ này kia. Nhưng mà với Hùng thì khi mà Hùng nhận ra được bài học này thì Hùng nói với cán bộ giao thông mà nếu như Hùng gặp phải tình huống đó, đó là nếu mà lỗi của Hùng đến đâu thì hãy xử phạt đúng đến đó, không vấn đề gì hết. Và nếu chúng ta sẵn sàng có tinh thần như vậy, chúng ta không còn sợ, không còn ngại những cái việc mà nó có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nữa. Như vậy đấy là cái cách thông thường, đó là chúng ta hãy cho cái sự chính trực của chúng ta một cơ hội để nó được thể hiện trong cuộc sống của mình. Thì đó là cái giải pháp thông thường, hãy cố gắng giữ cho chúng ta điều đó. Tuy nhiên rằng ở đôi khi có người nói rằng là đổi môi trường đi rồi mình qua cái nơi khác mình sống, hoặc mình chuyển một quốc gia khác mình sống, thì như vậy thì những cái quốc gia nó chính trực, nó văn minh thì mình sẽ không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Thực ra thì cái nguyên nhân hạt giống ở đây là do chúng ta thiếu những cái hạt giống gọi là nói sự thật ấy. Thì cái giải pháp rất đơn giản thôi, chúng ta hãy giữ cho mình cái sự nhất quán, sự chính trực bằng cái việc là chúng ta nói những cái gì chúng ta làm của đó, và chúng ta sẵn sàng nhận trách nhiệm về những sai lầm mà chúng ta làm. Thì như vậy thì chúng ta sẽ dần dần nó thay đổi cái môi trường của mình, cái thứ ở xung quanh chúng ta sẽ dần dần thay đổi, và từ đó thì chúng ta sẽ có được cái môi trường trong sạch, và cái môi trường xung quanh chúng ta lúc đó sẽ không còn cái vấn đề là phong bì, những vấn đề thiếu trách nhiệm nữa. Thì lúc đó thì cái công việc của chúng ta rồi cuộc sống chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đó chính là cái thông điệp của video ngày hôm nay. Nếu như bạn thấy hay thì hãy để lại comment, hoặc nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào với chúng tôi hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Những cái video sẽ được gửi đính kèm theo cái đường link ở bên dưới cái video này, hoặc những cái chương trình miễn phí từ Điểm Mai ở cái đường link bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video giá trị tiếp theo.